Anh đã xé chúng. Tôi xé sao? Cô đang nói gì vậy? Tôi đang nói sự thật. Tôi không ngạc nhiên gì hết. Anh đã xé sách của tôi, sau đó lại làm bộ làm tịch nữa sao? Tại sao anh lại giả vờ đến nhà của tôi để lấy sách chứ? Vậy tại sao anh lại đến Bunny cùng với tôi? Và bây giờ anh lại xé sách của tôi. Tất cả những điều này, tất cả đều là đóng kịch sao? Tôi chưa bao giờ thấy một người dối trá như anh. Trước gia đình và tất cả người khác thì anh lại giả vờ như mình cao quý. Nhưng tôi biết sự thật đằng sau. Anh là một con người độc ác và không hề biết thông cảm, biết quý trọng người khác. Vì lợi ích của bản thân của anh, anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn. Anh không quan tâm đến bất kỳ ai, anh chỉ quan tâm đến bản thân anh thôi, phải không ông Shiva, người có địa vị riêng ở Rudrajat này? Tôi chỉ muốn phơi bày con người thật của anh trước toàn bộ mọi người dân ở Rudrajat. Giống như cách anh đã xé sách của tôi, tôi muốn để người dân ở Rudrajat này biết bộ mặt thật của anh. Hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại xé chúng chứ. Tôi sẽ nói với mọi người, với Sony, với cha chồng và cả thím nữa, để họ biết rằng người mà họ đã luôn ca ngợi là người có lòng tốt. Anh thậm chí còn không xứng đáng với tình yêu của họ. Đủ rồi. Nếu cô nói thêm một từ nữa, sau đó anh sẽ làm gì? Đi. Con đang đổ lỗi nhầm người rồi đó. Vào trong đi, cả hai đứa. Đến đi. Đây mới chính là thủ phạm thực sự. Shidi, thím thấy chúng đã lang thang bên ngoài phòng của các con. Thím thậm chí còn đã ngăn cản chúng. Nhưng khi thím vừa mới đi, thì bọn chúng lại làm những hành động tồi tệ này. Cả hai đứa đã làm chuyện này sao? Anh đang hỏi cả hai đó. Anh ơi, bọn em không làm điều đó. Không, bọn em không dám. Này, tại sao con lại mắng hai đứa nó chứ? Những đứa cháu thân yêu của bà đã xé sách của CD. Hai đứa cùng nhau xé sách của CD sao? Những tình ngốc nghếch. Bác đã dạy các cháu như thế nào chứ? Đi, vào phòng của mình đi. Bác sẽ dạy cho các cháu một bài học. Nếu hai đứa khai ra bác đứng đằng sau, hai đứa biết chuyện gì rồi chứ? Chờ một chút. Nếu họ làm bất cứ điều gì như vậy một lần nữa, thì con sẽ quên rằng họ là anh em của con. Và sau đó, sẽ không ai có thể cứu họ thoát khỏi tay con đâu. Anh Shiva, im đi! Đi, đi, đi! Bác sẽ dạy cho hai đứa một bài học. Đi nào! Shiva, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu khi nào nên trừng phạt và khi nào nên tha thứ. Chúng ta phải trả giá trước những sai lầm của mình.
Vì vậy những người lớn tuổi sẽ chịu trách nhiệm cho những sai lầm của những đứa trẻ, vì chúng là em của con, nên con phải chịu trách nhiệm cho việc này. Con phải quản lý chúng. Và ta cũng có lỗi. Đi đi, đi đi, nhanh lên, nhanh lên. Nếu ngày mai có ai hỏi, hãy nói với họ rằng chính bác đã đánh hai đứa một trận rất lớn. Nhưng nếu như hai đứa khai ra bác là người đã xúi hai đứa làm chuyện này, thì chắc chắn các cháu sẽ ăn đập thật đó. Và túi tiền của hai đứa cũng sẽ bị đóng lại mãi mãi. Nếu hai đứa còn lặp lại bất cứ điều gì như vậy, thì hai đứa sẽ thấy điều tồi tệ nhất của bác. Và sẽ không ai có thể cứu được hai đứa đâu. Bác đã nói là bác sẽ làm đó. Hai đứa phải biết xấu hổ chứ. Ai đó sẽ nghĩ rằng hai đứa hư hỏng là do bác đã gây ra, do bác đã nuôi chiều hai đứa. Ra khỏi đây đi. Ra ngoài. Tôi đang dạy chúng mà. Tại sao ông lại đuổi chúng ra ngoài chứ? Chúng hư hỏng, tất cả là đều do ông gây ra hết. Nếu chúng phạm sai lầm thêm một lần nữa, đó là do ông. Mangan, cả hai chúng ta đều biết rõ ai đứng đằng sau vụ này. Ít nhất đừng giả vờ trước mặt tôi. Có gì mà giả vờ chứ? Ông luôn đổ lỗi cho tôi về mọi thứ đang xảy ra trong ngôi nhà này. Bây giờ làm sao tôi có thể dạy cho bà việc đúng và sai ở độ tuổi của bà đi? Chỉ cần nhớ một điều thôi. Bất cứ khi nào bà cố gắng trở thành bức tường giữa mối quan hệ của Shidi và Shiva, thì tôi sẽ luôn là người cầm búa để đập bức tường đó, bà hiểu chứ? Tôi sẽ chỉ nói rằng, khi bà cố gắng tạo ra mâu thuẫn giữa các mối quan hệ của những người khác, có thể chúng ta cũng sẽ nhận được điều tương tự đó. Hãy cẩn thận đi. Vậy thì ông cũng đừng quên, tôi cũng là vợ ông đó. Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Có thể lần này tôi đã thất bại, nhưng lần sau chưa chắc. Biết đâu được tôi có thể xây dựng nên bức tường sắt giữa họ thì sao? Tới lúc đó dù cho ông có cầm búa cũng không chắc đập được đâu. Tôi sẽ đuổi cô gái xấu xa đó ra khỏi nhà tôi. Shiva là con trai của tôi, và tôi không để ai cướp mất nó được đâu. Shiva, đến đi, thím sẽ lấy thứ ăn cho cháu. Không thím ơi, cháu không muốn ăn. Tại sao cháu lại không muốn ăn? Lúc này cháu đang đói lắm phải không? Đây là hình phạt của cháu thưa thím. Cháu không thể trừng phạt Bunty và Balu. Cháu cũng không thể giơ tay lên trừng phạt họ. Nhưng cháu là anh trai của bọn chúng. Bọn chúng là con của thím. Tại sao cháu phải nhìn đó về lỗi lầm của chúng chứ? Thím sẽ trừng phạt chúng. Shiva, cháu không nên xúc phạm thức ăn như vậy chứ. Dù sao, cháu cũng không thể ngủ với cái bụng đó như vậy được. Đi nào, thím sẽ phục vụ thức ăn cho cháu. Không thím ơi, cháu không muốn ăn. Mình đã bán anh ta một cách tồi tệ. Bây giờ mình nên làm gì đây? Nếm thử đi.
Tôi thực sự không biết. Tôi đã coi anh như là một thủ phạm mà không hề suy nghĩ và mắng anh một cách tồi tệ. Anh chắc chắn đã cảm thấy rất tệ. Anh đang cảm thấy tồi tệ phải không? Vì điều đó, tôi... Thật ra tôi... Ý tôi là... Tôi muốn nói là... Tôi muốn... Chuyện đó... Tôi xin lỗi anh. Chỉ có người đã phạm sai lầm mới phải bị trừng phạt thôi. Nếu bất kỳ người nào cũng bị trừng phạt vì lỗi lầm người khác, thì cả thế giới này đều trở nên tồi tệ rồi. Thật sao? Vì vậy cô sẽ ghi nhớ điều này chứ? Tại sao cô lại không nhớ khi cô... Shiva... Ôi Chúa ơi, hãy xem nếu ai đó có bản lĩnh nhận ra lỗi lầm và cô xin sự tha thứ cho họ, thì con nên tôn trọng điều đó chứ. Con nên nói là không sao đâu, và đừng tiếp tục tranh luận với họ như một kẻ ngu nữa và xúc phạm lời xin lỗi đó chứ. Này, khi nào thì con mới có thể suy nghĩ như một người trưởng thành được đây Shiva? Thôi nào, mạnh mẽ lên đi chứ. Con dâu, cha sẽ nói với con. Khi Chúa phân phát bộ não cho con người, nó đã quên đến nhận bộ não của mình vì đang tập thể hình rồi. Nhìn nó đi. Nó không ăn là vì nó không biết cách ăn. Hãy đút cho nó ăn đi, dạy cho nó cách ăn. Thôi nào, ngay có con cũng không biết sao. Đây, ta sẽ làm mẫu cho hai đứa. Cầm lấy nó, đút cho nó đi. Này, con phải quay cái đầu lại đây chứ. Nhai đi. Đúng, phải như vậy chứ. Này, con quên mất một chút phép lịch sự rồi sao? Nếu ai đó đã làm gì cho con, thì con cũng phải làm điều tương tự lại như vậy chứ. Nhìn tới làm gì? Con dâu đã đút cho con ăn rồi mà. Này, vợ của con đã quan tâm đến chồng của mình trước khi lấp đầy bụng của mình rồi, thì con cũng phải nghĩ đến con bé một chút chứ. Đây, này, cầm lấy, đút cho vợ của con đi, nhanh lên. Ăn nó đi. Chính xác là như vậy. Nghi thức cho nhau ăn từng miếng đã kết thúc rồi. Bây giờ cả hai đứa sẽ cùng ăn. Hai đứa hãy cùng ăn và chia sẻ thức ăn trong cùng một đĩa chứ. Có rất nhiều lợi ích đó con gái. Đầu tiên, thay vì sử dụng hai cái đĩa, thì khi chúng ta ăn cùng một cái đĩa, chúng ta sẽ tiết kiệm xà phòng. Thậm chí chúng ta cũng không cần phải rửa hai cái đĩa cùng một lúc. Chúng ta sẽ tiết kiệm được. Và một lợi ích khác là khi chúng ta ăn chung một đĩa,
tình yêu giữa vợ chồng sẽ tăng lên. Và điều đó lại là thứ cần thiết cho mối quan hệ của hai đứa. Cha phải đi đây. Hãy chăm sóc cho vợ của con. Cô có muốn ăn hành tây không? Không. Johnny, bây giờ em hãy cho anh biết em đang nghĩ gì đi. Em đã gọi anh đến đây cả buổi sáng và không nói gì hết sao? Jaffa, em nghĩ rằng anh trai của em đã quan tâm đến chị CD nhiều hơn rồi. Chỉ là anh ấy không chịu thừa nhận nó thôi. À, anh cũng đã thấy rằng khi chị CD mất tích thì tâm trạng của anh Shiva cũng tồi tệ theo. Chính xác. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như anh ấy không quan tâm một chút nào, nhưng anh ấy lại quan tâm rất nhiều đó. Nhưng anh không hiểu gì hết. Một mặt anh ấy vác cáu với cái tên CD, và mặt khác anh ấy lại quan tâm chăm sóc cô ấy. Anh ấy còn gửi điện thoại và quần áo và bệnh viện nữa. Thật sao? Có vẻ như ngoài sự quan tâm còn có điều gì khác trong trái tim của anh ấy dành cho chị CD nữa đó. Anh nghĩ sao? Đúng. Em nói đều đúng hết. Cái gì? Em nói đúng sao? Ý anh là gì? Có phải là anh cũng cảm thấy điều đó không? Có phải anh đã nhìn ra điều đó? Này, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trên thực tế, anh trai của em và chị CD không hề có một không gian riêng tư trong nhà này. Hết người này đến người kia luôn ở gần họ, vì vậy mà họ không thể hiện tình cảm được. Ý em là gì? Shiva và CD nên ở riêng sao? Anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Anh điên sao? Em có nói rằng để cho họ sống điên đâu. Em chỉ muốn họ có không gian riêng thôi. Họ cần có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, và không có ai khác làm phiền họ trong khoảng thời gian đó. Và khi họ ở bên nhau, họ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau phải không? Họ sẽ đến gần nhau hơn, có nhiều cảm xúc với nhau hơn, lãng mạn phải không? Tình yêu sẽ tăng lên. Em đang nói đúng. Nhưng nó sẽ xảy ra như thế nào đây? Em có ý này cho qua. Ừ, cho qua. Anh vừa mới ra khỏi nhà đi, gặp nhau ở văn phòng nhé. Không không anh ơi, đừng bước ra ngoài nhé. Ý em là em sẽ đến gặp anh. Nói linh tinh gì vậy? Đang ở đâu? Em đang ở nhà của Akabai. Nhà Akabai sao? Em đang làm gì ở đó? Ý em là Akabai đã gọi cho em có một chút chuyện nên em đã đến đây. Được rồi, anh sẽ đến đó. Không không, đừng đến đây. Tại sao? Có một cuộc họp chỉ huy cấp cao của đảng đang ở đây. Dù sao Akabai không muốn gặp anh ở đây, và bà ấy muốn giao cho anh một nhiệm vụ khác. Được rồi, nhiệm vụ gì?
Akaba bảo em yêu cầu Shiva chụp ảnh tự sướng cho CD. Gì? Selfie đó. Anh biết không? Chỉ cần nhấn vào chụp ảnh di động thôi. Java, anh biết cách chụp ảnh bằng di động. Nhưng tại sao phải làm điều đó chứ? Tại sao phải selfie cho cô ấy? Phải có một lý do nào sao? Akaba đã yêu cầu anh chụp hình thì anh chụp đi. Nghe có vẻ hơi lạ một chút. Nghe đi, nếu như anh không muốn làm thì em sẽ từ chối với Akaba để bà ấy nói chuyện với anh được chứ? Không không, anh sẽ làm được. Anh sẽ chụp. Khoan đã, nhớ là trong một tư thế thật đẹp, phải lãng mạn, hiểu không? Một nụ cười thật tươi. Bây giờ thì phải làm sao đi? Làm sao để mình thuyết phục cô ấy chụp ảnh đi?